Hello, chào bác chăn nuôi nè. Hôm nay ngày 27 tháng 10 á, em có video clip để báo giá của chú anh chị mình nha. Đầu tiên mẹ con cái xin của anh chị. Con này chữa lứa 3, lứa 4 nó mới lên giống, nhà chưa có phối á. Thì cô chú anh chị về mình phối nha. Đó, mẹ con của anh chị thấy không? Mẹ cao 1m25 bò. Rất là tốt, mát sữa anh chị. Nè, đẻ cái con của anh chị thấy không? Rất liu mát sữa ha. Đúng yếm này anh chị thấy không? Đúng truyền hết. Mẹ con này có giá 23.500 nha chú anh chị. Đó, thì ngày mai của chuyến đi Long An, Hàm Thuận Nam á, thì cô chú anh chị nào mình mua á, em giao đến tầng nhà mình, cái giá nó trên của chú anh chị vậy không. Con mẹ đúng tích sái tích nghiêm chỉnh hết ha. Nó cô chú anh chị mình coi vú dài mát sữa hết. Mẹ con này cực kỳ tốt của chị, nuôi nái là tốt của chị. Bên này mắt nó có hai lemmy tí xíu của chị nó có chị không, nó có lemmy tí xíu vậy đó. Nó con chị mình coi ha, thùng bọng có nè, bò này bò dòng nó hơi ốm của chú anh chị, giá 35 của chú anh chị thì coi mình chọn lựa mua ha. Bò này hơi găng bò của anh chị, tại một con rút quá. Bò mẹ cũng ăn rơm không á, còn không có đủ sữa để bú á. Thì về cô anh chị mình dòng hay cỏ rác gì vô thêm ha. Cám lớn chút xíu nữa nha, chừng ký thì nó mau lên anh chị. Lên nó mập được thôi ha, mình khỏi cho ăn nữa anh chị. Đó, giá trong này giá yêu thương nha cô anh chị, 23.500 ha. Em có chuyến đi Hàm Thuận Nam rồi á, Đồng Nai rồi ha. Em ra tới nhà cô chú anh chị em luôn nha. 23.500. Cô chú anh chị mình coi mình chọn lựa mua để phát triển kinh tế gia đình nha. Nó lên giống một nước rồi, chưa có phối. Về cô chú chị mình canh phối ha. Đó, cô chú chị mình coi mình chọn lựa mua để nuôi sinh sản tái đàn của chị. Con này thùng dạo có nè, cái nít ăn nó cũng tốt của chị. Về cô chú chị mình nuôi nái là cực kỳ ok của chị. Sái tích nghiêm chỉnh nè, của chị coi ha. Giá 23.500 nha cô chú chị. Chân móng hoàn thiện nè, móng sò hết của chị. Còn tiếp ở đây là một con cái tơ và một con cái chữa lứa đầu tiên của chị. Con này sái tích nghiêm chỉnh của chị, sái tích nghiêm chỉnh ha. Đó, trên lưng nó có mụn cóc á, chủ nhà thì nói rất là học sinh chẳng bàn được tháng mấy á. Về cô chú chị theo dõi em ha. Thì con này em bán cho chị với giá là 18 triệu của chú chị, giá yêu thương nha. Đó, cô chú chị coi rúng rúng chiền nè, chân móng sò hoàn thiện, đuôi dài phết, chân kiền khú, mặt thì ngắn đầu miệng to, đầu trụi của chị, lưng thì lưng đôi, mình thì dài đòn, một màu đỏ cực kỳ của chị. Con này chữa lớn tháng là ngon lành của chị, một màu đỏ luôn ha. Thì rất nồng tháng mấy về cô chú chị mình canh thêm nha. Nếu có chữa thì cô chú chị mình thối lại, còn không nó không lên giống là chữa luôn như vậy anh chị. Nhưng mà về em kém bữa nay em thấy không có lên giống, về cô chú chị mình coi nha. Canh cũng theo dõi thêm nha cô chú anh chị. Giá 18 triệu của anh chị. Giá yêu thương nha cô chú anh chị. Đó. Này bán những giá 100B cạo của anh chị chứ không có mắc mỏi nha cô chú anh chị. Đó, con chờ chân móng hoàn thiện hết ha. Đó. Cô chú anh chị mình coi chọn lựa mua ha. Cái đầu chuỗi lưỡi trọc lắp nè, sái tích ok của anh chị. Đó. Còn tiếp theo đây là con cái chữa của anh chị. Con hàng chữa lưới đầu tiên của anh chị, giá 25.500 của anh chị. Mẫu bông bay nha, màu đỏ của anh chị, sái tích nghiêm chỉnh nè. Cô chú anh chị coi chữa nay được 5 tháng của anh chị. Chữa 5 tháng rồi. Về cô chú anh chị mình coi ha. Chữa 4 tháng mấy 5 tháng à. Chữa 3B của anh chị, một màu đỏ của anh chị. Nó cao 1m27 bò của anh chị. Về coi, về mình nuôi phát triển của anh chị. Nó chữa 3B của anh chị, chân móng miếng hoàn chỉnh của anh chị nè, chân kiền khú móng sò hết của anh chị không, đuôi dài phết. Này mẫu bò làm nái sinh sản cực kỳ của anh chị, cái qua thì lớn nè, cái đuôi thì bự của anh chị. Nó này nữa đẻ cũng dễ, cái lưng thì lưng đôi, bản lưng không anh chị thấy ớn không, cái bản lưng thấy bể luôn nó. Này mẫu cực kỳ vip, cực kỳ độ của anh chị, mẫu làm nái sinh sản cực kỳ chuẩn của như vậy nó, như vậy thấy không, nó một màu đỏ luôn nè, đúng nè, đúng thì dài chị, đúng chèn ha. Đó. Này 25.500 của chú anh chị, giá yêu thương cho cô anh chị mình nha. Thì ngày mai có chuyến đi Bến Tre, Hàm Thuận Nam đâu á, Đồng Nai đâu, thì cô chú anh chị mình mua thì em giao tới nhà mình của anh chị. Đó, cô chú anh chị mình coi để chọn lựa mua nha. Đó, vậy không, thùng dạo có. Đó. Này cho nước trong vậy, tại anh chữa mình đâu dám cho uống cho ăn mập vậy, ăn mập nữa đẻ khó vậy. Nó cô chú chị cứ về cho nước trong thôi ha, khỏi cần cho uống nước cám vậy, nó chữa nó mập sẵn vậy đó. Thì cô chú anh chị canh mình mua buổi chiều nay nha. Rồi em xin chào cô chú anh chị mình nha.